Xin chào tất cả các bác và anh em. Hôm nay thì tiếp tục lên chương trình để thanh lý cho các bác một số dòng loa bãi hàng đẹp Belgium, rất là nhiều BMB này. Ở trong đây thì còn khá là nhiều hãng rất là nổi tiếng, những cái dòng loa của Party House, VAT 25 hay là loa Dam, M-Book, loa Full VAT 30, loa Full Martin. Dòng này thì số lượng không được nhiều đâu. Đấy, các bác và anh em hàng về thì đã lấy rất là nhiều rồi. Hiện tại thì đang còn khoảng 5 cặp thôi. Loa Full VAT 30 Belgium cho các bác nhá. Hàng về thì em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Nội thất ruột gan thì giờ này khá là bận nên là chưa có thời gian để lên những cái chương trình để tháo chi tiết nội thất về cái dòng này. Test âm thì em đã có test rồi. Đấy, trên đây một cặp của bác khách đã đặt trước. Con này cọc trước 1 triệu cho anh em rồi. Bác khách trên Hà Nội, Thanh Xuân Hà Nội. Đấy, chưa bác chưa thời gian qua lấy. Rất là nhiều. Bây giờ thì bên em sẽ đi từ ngoài vào trong. Đầu tiên là cái dòng BMB 850. Bản này nó là bản BAT 25, một BAT 25 và 4 chép. Những cái dòng bãi xịn này thì các bác và anh em nào mà chơi bãi nhiều thì chỉ cần nhìn qua về nội thất của nó thì cũng có thể biết được hàng, cái chất lượng nó ra sao và có phải là hàng chuẩn hay không. Hàng này về thì bên em đã thay gần hoàn toàn rồi nhá. Một BAT 25, con này BAT từ kép. Côn này, zin đét cho các bác. Hàng rất là đẹp đúng không ạ? Chép đây. Đấy, phân tần của nó nhá. Hàng bao zin, thấy cam kết bao zin. Các bác và anh em đặt hàng của hàng này à, sản phẩm nào cũng vậy thôi. Tất cả sản phẩm bãi thì khi các bác nhận hàng, các bác cứ bỏ ra kiểm tra và test hàng. Đấy, ok, đúng hàng, đúng chất lượng, các bác nhận hàng thanh toán xem. Hàng về thì gần như là bên em đã vệ sinh tất cả rồi. Đấy, về các bác đặt hàng về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, bản 850 này thì bác nào lấy, hiện tại em đang còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp. 6 cặp này bác nào lấy thì giá là 3,1 triệu. Bao ship, bao ship về tận nhà cho các bác. Còn dòng 455, bản 455, bản này cũng là bản BAT 25, 1 BAT 25 và 2 chép. Con này cũng từ kép. Trên những cái củ mát của nó thì đều có đầy đủ thông số này, thông tin rất là chi tiết. Đây. Hàng bao zin của bác hết. Toàn bộ đều bao zin. Ruột gan. Bản này thì nó sẽ rẻ hơn bản 850. Đấy, bản 455 này thì bác nào lấy thì bên em đang xả là còn 2,5 triệu. 2,5 triệu một cặp. Tất cả những cái mức giá mà bên em báo trong cái video ngày hôm nay ấy, còn tất cả những mẫu loa thì đều đã bao toàn bộ cước vận chuyển của bác rồi. Nhiều bác thắc mắc là những cái cặp này thì có bao cước hay không. Đã bao cước về tận nhà cho các bác. Đấy, tem của 455 đây. Ê căng, BMB. Cái loại này thì nó sẽ có hai loại. Một loại thì cái lỗ thông hơi của nó thì nó sẽ lộ ra. Đấy, còn loại này thì ê căng liền, liền khối hết. Đấy, giá rất là hợp lý đúng không ạ? Con này xương của nó nhá, đặc biệt những cái dòng này xương của nó đều là xương xoắn hết. Đây. Đều là xương xoắn hết. Đấy, loại 455 này thì em đang còn 3 cặp thôi. 2,5 triệu, giá cực rẻ. Những cái dòng loa này thì khi các bác đặt hàng về để làm loa lời thì rất là hay. Đấy, so với những cái dòng bốt của Hồng Kông hay là China, đấy, kể cả những cái dòng bốt Hồng Kông China mà những cái dòng cao cấp mà các bác mua lên đến khoảng 3, 4 hay 5 triệu, chất âm không bao giờ bằng được những cái dòng này. Bãi xịn, cam kết bãi xịn. BMB 550 BAT 20 zin toàn bộ. 2,2 triệu một cặp. Tem BMB này là phân tần. Tháo bát ra. Phân tần nhá. Chép này. Tất cả những dòng hàng bãi bên em về, hàng nào cũng vậy thôi, đều tháo hết nội thất ruột gan để các bác xem. Các bác có thể nhận biết được hàng có bao zin hay không, hay là hàng đã qua sửa chữa chưa, hàng đẹp như thế nào, có phải là hàng chuẩn hay không, hàng xịn hay không, đúng không ạ? Đấy, các bác mua hàng yên tâm. Patty House, BAT 25 tàu này cũng 2,5 triệu thôi. Thùng vách còn rất là đẹp, tem mát đầy đủ cho các bác. Đấy, con này thì rất là nặng này. Thùng của nó BAT 25 thôi, cực nặng. Đấy,
DMB thì có 3 loại. Một loại 550, 550 bát 20, còn hai loại bát 25 ngoài. 455 về 850. Giá chỉ dao động từ 2 triệu 2 cho đến 3 triệu 1, bao ship code toàn quốc. Đấy, còn Party House là 2 triệu rưỡi một cặp. Ở trong đây thì còn một số cặp loa đam cũng như là màu book. Cũng bát 25 hết này. Loa đam đây, loa đam thì các bác hỏi rất là nhiều. Con này hai chép, một bát. Từ của nó toàn bộ từ kép. Những cái dòng này thì gần như toàn bộ bát của nó đều là bát từ kép hết. DK Japan. Đấy. Zin, zin tiếp. Chép này. Tất cả nó đều được in chữ DK Japan, nó đều có thông số hết, rất là chi tiết. Nên là các bác anh và anh em đặt hàng của Hà thì hoàn toàn yên tâm, lại không có hàng giả, hàng nhái và không có hàng đã sửa chữa. Hàng này cũng vậy, cam kết bao zin của các bác. Mở book này. Đấy, con này thì bốn chép. Mở book 2 triệu 2 nhá. Mở book mới lại 550. DMB 550 đồng giá là 2 triệu 2. Đấy, còn lại loa đam này, Party House này hay là DMB 455. Đấy, là đồng giá là 2 triệu rưỡi, còn BMW 850 3 triệu 1. Rồi, bởi vì bên em nhập hàng số lượng về cực kỳ là lớn, nên là sẽ có những cái mức giá mà yêu thương hơn cho tất cả các bác. Các bác nào mà muốn chơi hàng bãi hoặc các bác muốn qua trực tiếp cửa hàng để xem, chọn, các bác ưng cặp nào lấy cặp đấy. Đấy, qua cửa hàng thì sẽ ưu tiên hơn, các bác được chọn những cặp đẹp. Ưu tiên hơn rất là nhiều, giá cả vẫn vậy thôi. Ra cửa hàng thì bên em sẽ bớt cho các bác những cái tiền ship nhá. Nội thất ruột gan, xem thoải mái, test chất âm. Rất là thực tế đúng không ạ? Đấy, bạn nào có nhu cầu đặt hàng, đặt mua những cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155. Anh em nào mà lấy số lượng thì liên hệ nhá, bên em luôn luôn sẵn hàng. Bởi vì đợt này thì đang về được rất là nhiều những dòng sản phẩm bãi như này. Đấy, bãi đợt này thì các bác đang hỏi rất là nhiều. Nó đem DDS 1000X này. Rất là nhiều mã đúng không ạ? Ở đây thì em đang còn hai quả súp 50, hai quả súp xịn của JBL, đấy, hàng của Mỹ, bát 50. Bác nào mà có nhu cầu lấy thì mỗi quả đồng giá là 5 triệu. Hai quả đều bao zin đẹp như nhau, đấy, hàng rất là đẹp. Hai quả súp hơi bát 50 của JBL nhá. Này. Hàng này cực khủng, hàng này anh em nào mà lấy về để chơi sự kiện vẫn được. Đấy, chơi sự kiện áp lực của này cho ra cực kỳ là lớn. Đấy, một số mẫu. Ở đây cũng còn một cặp JBL này, một cặp loa cây này. Những cặp này về anh em nào mà lấy về chơi đám cũng được. Giá rất là hợp lý, rất là yêu thương các bác. Đấy, những cái dòng hàng Mỹ xịn như này, hàng nhập từ Mỹ về nhá. Đấy, hàng bãi. Không bao giờ các bác tìm được những cái sản phẩm nào rẻ như hàng này. 5 triệu một quẻ. Súp 50. Trên thị trường những cái dòng súp của Trung Quốc hay là của Việt Nam thì những cái dòng súp 50 mà cái chất âm nó hay một chút thì giá của nó cũng sẽ dao động vào khoảng 5 đến 6 triệu rồi, 7 triệu. Đấy. Bác nào quan tâm thì liên hệ ngay nhá. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo của ngày. Xin chào.